Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ave Maria có nghĩa là kính mừng Maria. Đây là những chữ đầu tiên trong kinh kính mừng mà chúng ta dâng lên người mẹ trên trời của chúng ta. Và chữ mân côi có nghĩa là hoa hồng. Mỗi khi chúng ta lần hạt, chúng ta dâng những đóa hoa hồng cho Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ dâng những bó hoa hồng cho Thiên Chúa để tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã làm cho chúng ta, và cầu xin Thiên Chúa ban ơn bởi lời cầu bầu của Đức Mẹ nâng đỡ cuộc sống có nhiều khó khăn của mỗi người chúng ta. Chúng ta dâng lễ hôm nay để tôn kính nữ vương rất thánh Mân Côi, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một người mẹ đầy quyền năng và rất dịu hiền ở trên trời để chăm sóc gìn giữ chúng ta. Hợp với Đức Mẹ chúng ta tạ ơn Chúa, và cũng hợp ý với một người dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Louis và Isabe để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chỉ có Chúa là Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thâm giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria truyền cầu, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông thưa: Tôi đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng tôi sợ hãi vì tôi trần truồng và tôi đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với tôi, chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa mưu duệ mi và mưu duệ người đó. Người mưu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người. Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa. Bài trích sách tiên tri Gia-ca-ri-a. Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Si-ôn, hãy ca tụng và hân hoan,
Vì này đây ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa. Họ sẽ là dân và ta sẽ ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ biết rằng Chúa các đạo binh đã sai ta đến cùng ngươi. Thiên Chúa sẽ chiếm lấy Giu-đa làm sản nghiệp của ngươi trong thánh địa, và sẽ còn tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. Mọi xác phàm hãy thinh lặng trước nhan thánh Chúa, vì người đã trỗi dậy trong thánh thành của người. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Giovanni Tomasi là một người vô thần, cực đoan và quá khích với lòng sùng kính Đức Mẹ. Khác với những người đồng hương, người Ý của anh ta, khi biết mình bị bệnh ung thư nan y, anh rơi vào khủng hoảng đến tuyệt vọng. Một người bạn thân rủ anh qua lộ đức hành hương xin ơn Đức Mẹ. Vì nể bạn cho nên anh cũng đi, cho dù chẳng tin. Anh trở về mà không thấy thuyên giảm, càng về sau lại càng đau đớn. Người bạn nói anh hãy thành tâm xin ơn Đức Mẹ. Anh đành nhận lời, nhưng lại đến lộ đức với một ý đồ khác. Sau nhiều lần uống nước ở chiếc giếng nơi hang đá Đức Mẹ,
mà thấy bệnh nó nặng ra thêm, đau đớn hơn. Vì thế mà Tomasi rơi vào tình trạng phẫn uất, tuyệt vọng. Ngày 14 tháng 11 năm 1987, cách đây 31 năm, anh mua một khẩu súng lục mới toanh, lắp đầy ổ đạn, đến trước hang Đức Mẹ, hét to lên một lời thách thức để cho ai cũng nghe: nếu bà muốn tôi tin vào Thiên Chúa của bà hãy làm phép lạ chữa lành căn bệnh ung thư của tôi, bằng không tôi sẽ dùng khẩu súng này để tự sát ngay tại đây, để cho cả thế giới biết rằng bà chẳng có quyền năng gì, biết rằng đây chỉ là một cái trò lừa bịp. Rồi thinh lặng, rồi căng thẳng, ai cũng thấy sợ, và người ta không biết làm gì hơn là cầu nguyện cho anh. Anh đưa súng vào màng tang và bóp cò, đạn không nổ. Anh kinh ngạc tháo ổ đạn ra, thấy mọi sự bình thường. Thế rồi anh lại tự hỏi sao không nổ. Rồi anh lắp đạn lại và đưa lên màng tang, bóp cò một lần nữa. Một tiếng cạch khô khốc, đạn vẫn không nổ. Lúc này anh không còn tự chủ được nữa, hai chân quỵ xuống, bàn tay buông rơi khẩu súng, và anh ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ, thổn thức và hét lớn: Mẹ ơi, mẹ đã thắng con rồi. Sau đó thì sao? Anh mang căn bệnh trở về nhà, nhưng với một tâm hồn đầy sức sống mới. Anh đi khắp nơi để diễn thuyết, viết thư cho những người trong cảnh tuyệt vọng để khích lệ, để an ủi, và mời gọi họ tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của Đức Mẹ. Căn bệnh không khỏi, nhưng tâm hồn đổi mới, và từ đó anh cảm thấy một cái sức sống mới, một cái niềm hạnh phúc, và nhất là cảm thấy mình được yêu thương. Tình yêu của mẹ đã chiến thắng và đem lại niềm vui cho tâm hồn của anh Tomasi. Tình yêu đó không thể nào ngồi yên với thế giới ngày hôm nay, với bao nhiêu căng thẳng, với bao nhiêu cuộc chiến, với bao nhiêu hận thù máu lửa và bao nhiêu tội lỗi mà người ta đua nhau phạm, với bao nhiêu đau khổ mà người ta phải gánh chịu. Đau khổ là một vấn nạn lớn cho niềm tin của chúng ta. Khoa học hiện đại có thể cứu chữa người ta khỏi bệnh tật, khỏi những đau đớn nơi thân xác, nhưng không thể nào có sự cứu chữa cho tâm hồn nếu như không có tình yêu. Đây là cái phương thuốc từ trời đưa xuống, và chúng ta có thể chịu đau khổ nhưng chịu trong hạnh phúc khi chúng ta có tình yêu, có niềm tin. Và đây chính là điều mà đang thiếu ở trong cuộc sống của nhân loại ngày hôm nay. Bởi tội lỗi mà lịch sử nhân loại không bao giờ thiếu đi những tiếng khóc than, những tiếng khóc than gào lên một cách thảm thiết và đáng sợ ở trong những trại tập trung Auschwitz. Bóng tối của tội lỗi đã làm cho bao nhiêu những người đau khổ, nhất là trong ngày hôm nay, nhiều cái đau khổ lắm ở nơi những người mà bị lấy nội tạng để kinh doanh, bị lấy chứ không phải là tự nguyện. Những người bị buôn bán qua Trung Quốc chẳng hạn, đó là những thảm cảnh đau khổ. Và ngày xưa khi đến thăm cái trại tập trung Auschwitz, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã nói: tại một nơi như thế này, ngôn ngữ không có tác dụng, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Một sự im lặng mà tự nó là một lời kêu gào thống thiết, nói với Chúa: lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng? Và trong cuộc sống của chúng ta đây, mỗi người cũng có những lúc cảm thấy Chúa thinh lặng, và giống như Chúa không biết gì đến nỗi đau khổ của chúng ta.
Thế nhưng Chúa không thinh lặng. Chính người đã nhập thể, đưa mọi đau khổ của nhân loại, của chúng ta lên cây thập giá và xóa tan hết trong niềm vui phục sinh. Trong mọi nỗi đau khổ của riêng mỗi người chúng ta, ai cũng có thể nhìn lên cây thập giá và nhìn thấy nơi đó một Thiên Chúa không thinh lặng, mà là một Thiên Chúa thông cảm và chia sẻ cho đến cùng mọi nỗi đau khổ của chúng ta. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã viết, Chúa Kitô đã dạy con người hãy mưu ích bằng những đau khổ mà họ phải chịu, và qua đó làm ích cho những người đau khổ. Qua hai khía cạnh khép đôi này, Chúa mặc khải ý nghĩa trọn vẹn của đau khổ. Đau khổ, đúng thế, lại là phương thế có thể mở rộng tâm hồn của con người và làm cho người ta thấy được và cảm nghiệm được những đau khổ của người khác. Chính Chúa đã chịu nỗi đau khổ của chúng ta bởi vì Chúa cảm thương. Và cũng vậy, khi chúng ta chịu đau khổ, chúng ta mới thấy cảm thương với những đau khổ của người khác. Và đây chính là cái điều mà khi lần hạt mân côi, chúng ta cảm nghiệm được cái tình thương của Đức Mẹ khi nhận lời truyền tin. Rồi sau đó, khi dâng con trong đền thờ, Mẹ đã nghe bà nghe ông Simeon nói với Mẹ, này, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Và chúng ta không cô đơn, chúng ta không lẻ loi, chúng ta không đau khổ một mình. Mỗi khi gặp đau khổ, chúng ta tin rằng cùng chịu đau khổ đó là Đấng Cứu Thế và người Mẹ trên trời của chúng ta. Khi chúng ta lần hạt mân côi, đó là chúng ta cảm nghiệm được cái trái tim của Đức Mẹ đã bị lưỡi gươm đâm thấu. Khi chịu những đau khổ thì chúng ta thấy chúng ta không cô đơn, không một mình, mà chúng ta có sự đồng hành của Đức Mẹ. Và ngày nay Đức Mẹ hiện diện giữa giáo hội như một kiểu mẫu cho niềm tin vốn yếu hèn của chúng ta, tin rằng tình yêu của Chúa thắng vượt tất cả. Với sự dịu dàng của một người mẹ, Đức Mẹ như tình yêu của Chúa nối dài để nâng niu chăm sóc mỗi người chúng ta trong bao nhiêu thử thách đau thương của cuộc sống. Bao nghịch cảnh trong cuộc sống, có nhiều đau khổ, nhiều bất an quay cuồng trong tội lỗi. Lời kinh mân côi là cái thần dược mang lại cho chúng ta vì thuốc chữa lành. Chữa lành cái chi? Chữa lành cái nguồn gốc của mọi đau khổ, đó là tội lỗi. Và khi chúng ta lần hạt mân côi thì chúng ta có thể lần hạt trong tinh thần mà Thánh Bernardo đã nói ngày xưa. Xưa nay chưa từng có ai nghe, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chứa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Và Đức Mẹ hiện ra nhiều lần trong lịch sử của giáo hội, bởi vì một người mẹ không thể nào ngồi yên thấy con của mình chịu đau khổ. Mà hai lần gần đây nhất, đó là ở Lộ Đức và Fatima, ngay ở Việt Nam chúng ta, Đức Mẹ cũng đã hiện ra tại La Vang để làm chi? Để nói với mọi người, Mẹ đây, Mẹ ở bên các con khi các con chịu bách hại. Và tại Fatima, Đức Mẹ khuyên chúng ta lần hạt mân côi trong cả 6 lần hiện ra. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã dạy, nếu chúng con muốn hòa thuận trong gia đình, muốn cho quê hương được thái bình thịnh vượng, ngày nào cũng phải lần hạt trong gia đình. Vậy thì lời dạy của Đức Giáo Hoàng là một lời khuyên cụ thể mỗi người chúng ta có thể xây dựng giáo xứ, xây dựng gia đình mình, xây dựng cuộc sống của mình qua lời kinh đơn sơ, âm thầm mà tràn đầy niềm tin và tình yêu. Các con hãy lần hạt hằng ngày. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ, và xin cho chúng ta đáp lại tình yêu của Đức Mẹ bằng cách tuân giữ lời Đức Mẹ nhắn nhủ, các con hãy lần hạt hằng ngày. Và chắc chắn một điều, cuộc đời của chúng ta sẽ đổi mới, gia đình chúng ta sẽ đổi mới, và giáo xứ chúng ta sẽ ngày một
lớn lên mạnh hơn trong niềm tin và trong tình yêu. Amen. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, vinh hoàng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà đã thâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu khổ linh vào thâm gia từ chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình bà mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tôi. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Kinh Mân Côi gồm tóm ơn cứu độ, kể lại các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Hướng nhìn lên Đức Mẹ như mẫu gương để noi theo, chúng ta cùng kính chào Mẹ. Kính chào bà đầy ơn phúc, xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết siêng năng cầu nguyện với mẹ Maria bằng việc sống các nhân đức của mẹ và bằng việc lần chuỗi mân côi. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Thiên Chúa ở cùng bà, xin cho các cụ ông, cụ bà, những người bệnh tật, cô đơn biết chạy đến với mẹ qua chuỗi Kinh Mân Côi để nhận ra Thiên Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng trong cuộc sống. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, xin cho các gia đình trẻ và các anh chị đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân biết siêng năng đọc Kinh Mân Côi để luôn được mẹ đồng hành trong cuộc sống và được mẹ phù trợ ở đời này và trong giờ sau hết. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của nữ vương rất thánh Mân Côi, xin giúp chúng con luôn yêu mến và siêng năng lần hạt để mỗi ngày chúng con được dẫn đến gần hơn với nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đang hưởng những phúc lâm người đã hứa ban, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xin ra. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lên kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đầm hân hoan chúc tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành cần tuyên xưng rằng: Này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang thương ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Không
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bi tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô, con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lê xong chúc anh chị em đi bình an. Because